Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh thông tin của công ty cổ phần cây xanh đô thị Đại Phúc. Hiện tại thì mình đang có mặt tại công trình ở nhà văn hóa huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ở công trình lần này, bên mình thi công toàn bộ mặt xanh ở trong khuôn viên nhà văn hóa. Thời gian vừa qua thì có một số bạn đã nhắn tin và gọi điện tới để hỏi về kỹ thuật chăm sóc, kỹ thuật trồng cỏ lá gừng Việt Nam. Nhân tiện ngày hôm nay, mình xin phép gửi tới các bạn một số hình ảnh thi công tại công trình và hướng dẫn cách trồng cỏ lá gừng luôn nhé. Để trồng cỏ lá gừng, bước đầu tiên thì chúng ta sẽ xử lý mặt bằng theo mục đích sử dụng. Sau khi mà mặt bằng đã được xử lý, thì chúng ta sẽ rải một ít tro trấu và sơ dừa lên bề mặt. Ở những giai đoạn đầu tiên thì lúc mới trồng, cỏ khá yếu nên tro trấu sơ dừa có vai trò là giữ nước và giữ độ ẩm cho cỏ. Và chúng ta cùng đến bước tiếp theo đó là trồng cỏ lá gừng. Trồng cỏ lá gừng thì rất là đơn giản. Từ những bụi cỏ lớn thì các bạn chia thành những khóm cỏ nhỏ có đường kính trong khoảng là 3-5 cm. Khoảng cách giữa các khóm là từ 10-15 cm là đẹp nhất. Một lưu ý với các bạn là các bạn nên lựa những vườn nào có thảm cỏ giống là xanh, đẹp, không quá già nhưng cũng không quá non. Khi bứng cỏ thì bứng có dính một ít đất kèm với rễ để tăng tỷ lệ sống lúc chúng ta trồng. Bước tiếp theo, sau khi đã chia cỏ đều trên bề mặt thì chúng ta phải tưới nước thật là đậm và dùng đầm để đầm cỏ dính xuống mặt đất, giúp tăng tỷ lệ sống cho cỏ cao hơn. Các bạn cố gắng đầm đều và đủ lực để rễ cỏ bám được vào bề mặt đất. Công tác trồng cỏ rất là đơn giản phải không các bạn? Bây giờ thì mời các bạn cùng theo dõi một số hình ảnh mà Đại Phúc đã thi công mặt xanh tại nhà văn hóa huyện Thủ Thừa nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video này.